cao quá, thầy, một giờ mình km đáp xuống hả? Đi. Đấy, giờ đáp xuống được rồi đó. Cái vô 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 tham quan thôi, tham quan rồi cái xong cái hầm chạy xuống kia. Chạy vô chỗ. Đây là khu di tích gì? Khu di tích lịch sử cách mạng Long An. Đây mình đang vô là khu di tích lịch sử cách mạng của Long An các bạn. Thì nó cách đường biên Campuchia khoảng tầm 2 đến 3 cây. Thì hồi nãy mình đã chạy qua đường biên rồi đấy. Không biết ở đây người ta cho quay phim không ta? Có, thoải mái này, thoải mái. Đó là còn ai đâu nữa mà bữa nó nhậu rồi. Tiền nó nằm vô đó. Này chắc là vô tham quan. Đâu ráp vô đi để con chỗ tài cho. Ở đâu? Đây chim nhiều lắm. Đâu? Đó bay đó. Trong đám sen à? Trong đám sen này vẫn có mà, mấy con cò rèn ấy. Để con nó đậu xuống không? Lượm bình thường. Ừ, sen sâu lắm. Chẳng hiểu hả? Có đâu mà sâu. Sao sen có heo à? Mày biết mà. Mày xưa loại hoài. Đây là khu di tích của Long An anh em. Có bia tưởng niệm đó. Mày cắn heo à. Chim thì đi với bộ đi xéo là đầy đẩy luôn. Anh dấu lên thỏ hả? Anh đổ co đây nha. Con kia này nè Nhật. Này có. Lượm tới đó đi, mày tới đó đi. Tới mày nấp cái đường đó mày xỉa lên ngay tim cộng. Quất. Nhảy xuống rồi, ngay chỗ đó nhảy xuống rồi. Đi vô kìa. Đi. Ở đây nó không gắn camera anh ta. Không, camera. Mình đang ở trong khu di tích anh em. Ở khu di tích kiếm vài con về nhậu. Đây nè, rớt chim vô đây nè. Xuống thấy liền nè. Thấy chim không? Nè. Đây nè. Con chim gì vậy? Chim sao? Ủa mũi nó mới đụng mày mà nó có máu liền à? Má nó hút nhanh vậy trời. Xả tay áo xuống, sao lại sang tay áo lên? Là lấy không lấy xe không? Lấy đi. Để ở đây đi. Ở đây chim kêu mà chim nhỏ không à? Có con nhỏ mới lứng tứng kìa kìa. Buông lá mẹ nè. Không tìm con quạch. Trúc với đâu cái kè không ta? Trên cái cây đó có con chim. Thấy chưa? Đủ mà nó bắn rồi nó mới nhảy đi chó thiệt. Chim mặt dài. Xả áo xuống trời ơi. Thế là để nó cắn xíu đúng không? Má thiệt tình. Lượm được xong á.
lậu luôn chứ. Xuống lượm chứ. Khu di tích nữa nè. Đúng rồi, thấy ra đó. Cái này là một chưa. Má nó kêu trồng quá. Không thấy được. Vô bình thường nó không dám. Đi bụa vậy mới có chim. Cất có hai con quá trời. Cò nãy đâm đất ruộng chứ. Ừ, đâm đất ruộng rồi nói gì nữa. Chưa. Chín mắt mày chứ chín. Lấy ra lũ quá của mình kịp để đôi bay rồi. Đường ở đây ít ai đi nên nó hơi trơn trượt anh em. Dễ té ngã quá. Chim thì kêu nhiều nhưng mà nó xa quá. Ở đâu? Hả? Ngọt tê đó. Để tao bán cho. Nó đi. Nó bay mẹ rồi mà. Mày chỉ tao đi. Mày đừng có xì về nó. Chạy vòng 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 cái chi vậy. Sao quá bán lượm không được cái chứ. Chỗ nào? Quá trời ruộng đá, đi vô. Trời, thấy rồi. Má tưởng người thiệt trời. Má mới nhìn vô con hồn rồi nè anh em. Này mình đi khám phá coi cái nhà đang xin thế nào. Chắc có một người đúng không? Có người rồi. Bên này có ai không? Có người không? Em tưởng người thiệt anh em. Má làm hái hồn. Má, nãy làm tao hái hồn á chứ. Sao buồn chứ không anh? Ông đưa ra chụp hình cho. Nè, phòng ngủ này nè. Có giường. Ôi, ôi, ôi. Anh lại đứng đó đi. Mẹ với ông ấy nữa, đúng rồi đó. Thủ lĩnh. Rồi. Đây mấy mô hình nè, ở đây nè, mình mấy mấy móc từ xưa. Cái này nhà có gì cứ. Cái hồ nước ở đây.
cái hồ nước cái này nó trong lắm nè, nó trong veo à, nhìn thấy rong rêu luôn nè. Do cái máy mình nó cùi quá, mình đang ở trong khu di tích, bây giờ mình phải chỉnh lại cây củi mình để tí nữa mình bán tầm xa, bán mấy con cò nè. Giờ mình tìm cái chỗ mình chỉnh lại cái đó, chỗ đây đi. Rồi năm sáu đi, dần để thứ năm sáu anh này, thứ năm sáu, quá tôi lấy luôn. Dưới đó mình canh khoảng tầm 70 mét. Đồ nó quá nhỉ. Cái đi đi đâu vậy? Phá nghe trời.
này được hả? Vãi cạc. Rồi ok các bạn, cái củi mình chỉnh xong rồi các bạn. Nó khoảng tầm 80 mấy. Nhưng mà bây giờ cái máy mình nó yếu pin quá rồi. Thôi mình xin kết thúc clip đây đi. Để lát nữa mình lên ô tô mình sạc pin rồi mình có quay được gì quay cho các bạn xem tiếp. Rồi ok, hẹn bạn tập sau nha. Tạm biệt các bạn. Rồi. Tạm biệt khu di tích Long An luôn. Hẹn một dịp gần nhất. Mình đi mình khá mệt trời. Nãy nhìn vô cái tượng kia mình hoảng hồn quá. Rồi. Hai, có mấy người thấy hồn. Nó rất giống người thiệt. Bây giờ mình mệt quá. Do có rượu có bia. Thôi, thì hẹn bạn clip sau. Tạm biệt các bạn. Nếu bạn thấy hay nhớ để lại một like, một sub. Để mình có động lực phát triển kênh hơn nha các bạn. Tạm biệt các bạn.